Điều 9 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 thực hiện quyền dân sự. Cá nhân, pháp nhân thực hiện quyền dân sự theo ý chí của mình, không được trái với quy định tại Điều 3 và Điều 10 của Bộ Luật này. Việc cá nhân, pháp nhân không thực hiện quyền dân sự của mình không phải làm căn cứ và làm chấm dứt quyền, trừ trường hợp luật có quy định khác. Article 9. Exercise of Civil Rights. 1. Each person shall exercise his, her civil on his, her own will in accordance with Article 3 and Article 10 of this Code. 2. The non-exercise of civil rights does not constitute a basis for termination of those rights, unless otherwise prescribed by law.